Theo tính toán của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đến năm 2020, thủ đô sẽ có hơn 843.000 ô tô, hơn 6 triệu xe mô tô, xe gắn máy. Đến năm 2030, số ô tô là hơn 1,9 triệu, xe máy là hơn 7,5 triệu. Nếu không có các biện pháp quản lý kịp thời thì ùn tắc, ô nhiễm trong thời gian tới sẽ rất nghiêm trọng. Biện pháp thu phí xe vào nội đô cũng đang được chính quyền thành phố Hà Nội nghiên cứu áp dụng. Cũng giống như các thành phố lớn như London của Anh hay Singapore, áp dụng và khá hiệu quả trong việc hạn chế ùn tắc, ô nhiễm môi trường. Thì tất cả các loại xe khi đi vào khu vực thu phí đều phải thu phí. Không phân biệt là xe của tỉnh hay xe của thành phố. Nhưng tuy nhiên thì đối với những cái xe thường xuyên đi lại ở những người dân trong phạm vi thu phí thì chúng ta cũng phải nghiên cứu. Đây là những vấn đề khó khăn của chúng ta. Có thể nói việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông, phát triển loại hình vận tải công cộng, giảm mật độ xây dựng vùng lõi của thủ đô là giải pháp then chốt nhằm giảm ùn tắc giao thông. Thế nhưng nếu không có giải pháp hạn chế xe cá nhân thì không thể giải quyết được nạn ùn tắc khi số lượng các phương tiện cá nhân tăng chóng mặt với 5 triệu xe máy, 500.000 ô tô. Ủng hộ phương án thành phố Hà Nội thu phí phương tiện vào nội đô, nhưng chuyên gia giao thông đặt ra câu hỏi về cách thức thực hiện như thế nào, có đảm bảo công khai minh bạch hay không. Nhưng dùng cái giải pháp kinh tế để hạn chế thì ai về lý thuyết là đúng, lý thuyết là đúng, nhưng mà có thực hiện được thì sợ rằng đưa ra rồi là không thực hiện được. Trong khi đó những cái hết sức tối thiểu thì mà nhằm chủ động của nhà nước thì nhà nước không làm, thế nên nó đi trốn. Thí dụ với quy hoạch dân cư chẳng hạn, quy hoạch hạ tầng chẳng hạn, giao thông công cộng chẳng hạn. Khi mà chúng ta sử dụng cái nguồn kinh phí đó, khi mà chúng ta có một cái cơ chế mà sử dụng một cách công khai, minh bạch, rõ ràng, dùng cái nguồn kinh phí đó để tái đầu tư một cách hiệu quả trong việc chúng ta phát triển cái hệ thống vận tải công cộng, thế rồi chúng ta xây dựng các cái hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông mà phục vụ giao thông vận tải bền vững, tin chắc chắn là người dân sẽ ủng hộ. Thận trọng, đẩy mạnh tuyên truyền cho dân hiểu và dân được tham gia giám sát trong việc thu phí là việc làm cần thiết khi mỗi chủ trương đưa ra thì mới đạt được hiệu quả. Theo một số ý kiến, Hà Nội cần tính toán thận trọng, khoa học để người dân đồng tình, ủng hộ. Thu những khoản phí này, sử dụng ra làm sao? Sử dụng vào mục đích gì cũng được hết sức rõ ràng, công khai cho người dân được biết. Ùn tắc giao thông luôn là bài toán khó cho các đô thị lớn, không chỉ ở Việt Nam mà cả các nước trên thế giới. Chính vì vậy, giải pháp này sẽ hỗ trợ cho giải pháp kia, tạo thành một giải pháp tổng thể, không thể đòi hỏi hiệu quả tức thì. Chủ trương thu phí nội đô của Hà Nội cũng nằm trong nhóm giải pháp chống ùn tắc giao thông nhằm hướng tới một đô thị xanh, sạch, đẹp.